cùng tìm mắt vô cầu long lanh. Trận đấu tiếp theo xin trân trọng giới thiệu ở nội dung vật chai làng giải vật leo giữa đô vật Nguyễn Xuân Trường khu 2 mang trang phục đai đỏ gặp đô vật Tô Minh Hằng khu 6, Tô Minh Lâm khu 6 mang trang phục đai xanh. Xin mời hai đô vào giữa thảm nghe hiệu lệnh chống trọng tài xe đài. Mời trọng tài Nguyễn Văn Hùng. Xin mời hai đô xe đài. Vâng, rất đẹp, xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay. Và đặc biệt là đô Tô Minh Đăng khu 6 mang trang phục đai xanh ở hội vật năm 2018 phường Đại Phúc, anh đã đoạt giải xe đài đẹp. Và năm nay ban tổ chức chúng tôi cũng có phần thưởng cho các đô tham gia thi đấu xe đài đạp. Trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Hai đô Trường khu 2 mang trang phục đai đỏ ra ngoài. Và đô Đăng khu 6 trang phục đai xanh. Đoàn của các đô đã từng tham gia thi đấu ở Sới Vật Đại Phúc. Tuy là chưa vượt qua tầm ngoài tỉnh và quốc gia, nhưng mà đối với sân vật Sới Vật Đại Phúc là các đô tham gia thi đấu rất là nhiệt tình. Dần. Khu vực bờ này là rất nguy hiểm. Trận đấu tiếp tục. Xuân Trường khu 2 không những là các đô vật rất là có tài năng của phường Đại Phúc, mà là ngoài ra cũng là các vận động viên bóng đá xuất phát từ thiếu niên nhi đồng. Còn đây là các đô vật có tố chất về thể thao. Thank you.
đối. Idol đứng dậy công bố kết quả. Kéo máy bạn lên. Idol đứng giữa thảm. Ban tổ chức công bố kết quả. Ở hiệp 2, Đô Tô Minh Đăng khu 6 mang trang phục màu xanh đã thắng tuyệt đối. Như vậy là Đô Đăng đã qua một lèo. Mời hai đô trở về khu vực bàn ban tổ chức. Sẽ có phần quà của ban tổ chức cho hai đô. Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà đại diện ca nhạc. Mời hai đô về nghỉ.